Hello anh em nhé, chúng ta lại gặp nhau cho chuyên mục Game Vlog phân tích PUBG ở đây. Bản cập nhật kỷ niệm 5 năm ra mắt sẽ sớm lên sóng mang theo rất nhiều những thay đổi thú vị mà không thể không kể đến chiếc ba lô chiến thuật mới. Có thể nói sau nhiều năm liên tục thay đổi, mãi tới bây giờ Krypton mới thực sự đưa tới tay người chơi một cái vật phẩm bá đạo đến như vậy. Nó thực sự quá là ngon và chẳng có nhiều lý do để bạn bỏ qua mỗi khi nhìn thấy. Mình đã trải nghiệm trực tiếp chiếc ba lô này, nên bây giờ là lúc chia sẻ tới anh em cái cảm nhận và đánh giá cá nhân, từ ưu nhược điểm cho tới những cái sự thật thú vị về Tactical Pack để anh em có thể nắm bắt một cách rõ ràng hơn và không bị bỡ ngỡ khi gặp vật phẩm này trong tương lai nhá. Cùng mình khám phá ngay thôi, let's go! Ở bản tin tổng quan trước thì mình đã có giới thiệu về Tactical Pack, nên có lẽ anh em cũng đã biết khá khá về cái ba lô này rồi. Đây là một chiếc ba lô hình trụ dài, được chia thành nhiều ô nhỏ với chức năng dự trữ đồ đạc, vật phẩm phụ trợ. Thế nhưng khác với ba lô thông thường cấp 1, 2, 3 anh em vẫn hay nhặt, ba lô chiến thuật có khả năng dự trữ thêm cả vũ khí, giúp cho bạn triển khai được nhiều lối chơi thú vị hơn. Vậy thì đâu là những cái ưu điểm vượt trội của chiếc ba lô này? Thứ nhất, ba lô chiến thuật có thể giúp cho bạn mang theo bất cứ thứ gì mà bạn mong muốn. Chỉ cần mở khóa và nhét chúng vào trong, những thứ tốn diện tích như là dù cứu trợ khẩn cấp hay là xe đạp thì cũng vẫn vừa khít. Chúng đều chỉ tốn có một ô thôi để có thể giải phóng thể tích vốn chật hẹp ở chiếc ba lô chính thức mà bạn đang đeo. Một ô trống có khả năng chứa tới 60 slot, nên có thể bỏ được khá khá đạn dược máu nước các loại. Quá lý tưởng cho người chơi thuộc hệ loot cả thế giới vào trong ba lô của mình. Ưu điểm thứ hai, đó là bạn có thể giữ nguyên hiện trạng vũ khí khi đưa vào trong cũng như lúc lấy ra khỏi cái ba lô này. Ví dụ khi mình đã sử dụng Barrel 1762 làm vũ khí chính đi, sau khi nạp đạn xong mình muốn đổi lên mini trong ba lô để dùng, thì chỉ cần mở ba lô lên và hoán đổi vị trí của chúng cho nhau là được. Sau đó mình lại muốn dùng Barrel để tiếp tục bắn gần, thì chỉ cần đổi lại một lần nữa, khẩu Barrel với nguyên vẹn số đạn trước đó sẽ được mang ra và có thể bắn ngay lập tức luôn. Thời gian lâu hay nhanh thì sẽ phụ thuộc vào cái độ thành thạo của bạn trong từng thao tác, nhưng mình nghĩ đấy không phải là vấn đề. Với việc mang thêm được cả một đống súng khác nhau nữa thì việc chậm đi có một tí thôi vẫn hoàn toàn xứng đáng anh em ạ. Thứ ba, bạn không những bảo lưu được đạn mà còn có thể bảo lưu được tất cả các phụ kiện bên trong nó mỗi khi thay đổi các cái vũ khí khác nhau. Như trong video mình đang có Barrel, AK, Mini 14. Mỗi vũ khí thì có các cái phụ kiện khác nhau và khi lấy ra thì chúng sẽ không bị lẫn lộn vào nhau đâu. Lúc nào bạn muốn lắp phụ kiện hoặc thay đổi thì sẽ hơi phiền một tí thôi. Đó là sẽ phải đưa cái vũ khí đó ra khỏi ba lô chiến thuật, nhét vào cái ô súng chính thức còn lại. Lúc đó thì bạn mới có thể tùy chỉnh được phụ kiện của nó. Tất nhiên ban đầu có thể bạn sẽ thấy hơi rối một tí, nhưng yên tâm là chỉ sau một trận thôi là bạn sẽ quen ngay với những cái điều này. Cuối cùng, chiếc ba lô này có mặt tại mọi bản đồ với một tỷ lệ xuất hiện không hề cao, thường là ở những khu vực lớn, nên hãy mang theo nó ngay khi có thể vì thực sự là tiện ích mà nó mang lại là cực kỳ lớn, nhất là ở giai đoạn đầu tiên. Bạn có thể bỏ khi đã ship đồ cho đồng đội thành công hoặc là kết thúc giai đoạn loot đồ cũng không hề muộn, vì thực sự là nó không khác gì túi 3 gang phiên bản PUBG khi mang được quá trời thứ hữu ích luôn đấy. Bên cạnh những ưu điểm kể trên thì tất nhiên sẽ có một số những nhược điểm để cân bằng lại, nhưng dường như chúng vẫn không phải là một vấn đề lớn khi có thể khắc phục được một khi mà bạn thuần thục các cái thao tác cơ bản để sử dụng nó. Ví dụ như việc chiếm mất một slot súng chính thức nhưng lại bù vào bằng 4 khẩu súng khác nhau. Chưa kể là lúc nào trên tay bạn cũng chỉ cầm được có một thôi, thì chỉ cần thao tác nhanh nhạy một tí, combo tap kéo chuột là bạn lại có một cái khẩu súng khác để bắn rồi. Tất nhiên việc đổi súng này sẽ lâu hơn bấm 1-2 như là cũ, nhưng cái gì thì cũng có giá của nó thôi, và ở đây thì hoàn toàn phụ thuộc kỹ năng cá nhân của bạn. Nhược điểm thứ hai, đó là bạn sẽ giảm tốc độ di chuyển khi cầm ba lô này ở trên tay. Cơ mà chẳng bao giờ có điều đó xảy ra cả, vì bạn đâu cần phải làm thế đâu, cứ để nó kệ trên vai thôi chứ cầm ra làm gì cho nó mệt. Lúc nào cần chạy nhanh thì anh em cứ bấm X, thế thôi. Nhược điểm thứ ba, chiếc ba lô này không được spawn với một tỷ lệ cao như bạn mong muốn. Nó sẽ tương đối là hiếm, thường có mặt ở một số những khu dân cư lớn như là Jasnaya Polyana chẳng hạn, nên sẽ không dễ dàng để anh em tìm được 5 khẩu M249 rồi lại tìm thêm một cái ba lô để mà nhét vào bên trong nó đâu. Có lẽ nó sẽ dễ dàng hơn khi anh em mình tạo custom riêng. Hy vọng mình sẽ sớm thoát được con Covid để còn nghịch cùng anh em nhé. Thứ tư, chiếc ba lô này rất to, dài, khiến cho bạn không thể nằm cỏ mà nấp được. Đã đeo ba lô chiến thuật này lên vai thì buộc bạn phải chơi theo lối chơi hổ báo. Nó to tới mức không thể nhét được vào trong thùng xe Porter bên bản đồ Tago là anh em đủ hiểu vì sao lại chứa được nhiều đồ tới vậy rồi nhá.
Xét qua một loạt những cái nhược điểm kể trên thì không quá khó hiểu khi mình nhận định đây là một cái vật phẩm bá đạo số 1 PUBG ở thời điểm hiện tại, bởi nó có thể mang theo quá nhiều thứ và làm được quá nhiều việc hữu ích. Những cái nhược điểm thì lại dễ dàng bị khóa lấp đi, ngoại trừ tỷ lệ xuất hiện không quá cao sẽ cần tới nhân phẩm tốt một chút để có thể sở hữu được. Nhưng video ngày hôm nay thì sẽ chưa dừng lại ở đây. Giờ là lúc chúng ta cùng nhau khám phá một số những cái sự thật thú vị về chiếc bao lô thần thánh này trong PUBG nhá. Bạn không thể phá hủy được ba lô chiến thuật. Khác với xe tải Porter có thể khiến cho bạn mất hết đồ chứa bên trong khi nó bị cháy, ba lô chiến thuật đơn giản là không thể hư hỏng. Dù có mưa bom bão đạn, dù nhét quả nết vào bên trong, dù lấy xe cán qua cán lại, chiếc ba lô này vẫn không hề sứt mẻ và luôn sẵn sàng để có thể sử dụng. Thậm chí là đồ đạc bên trong cũng không hề hấn gì, chứng tỏ nó đã được thiết kế từ một loại vật liệu siêu chịu lực từ ngoài hành tinh thì mới có khả năng khủng khiếp tới như vậy được anh em ạ. Từ đầu video thì mình đã có nói rằng chiếc ba lô này có sức chứa cực kỳ lớn, nhưng lớn tới thế nào thì bây giờ anh em mới rõ đây này. Cụ thể với mẫu ô chứa, bạn có thể mang theo một chiếc xe đạp, một chiếc ba lô 3, tức là tối đa bạn có thể mang theo tới tận 4 cái xe đạp khác nhau hoặc 4 cái ba lô 3 cho cả đội luôn cũng được. Nếu là người chơi hệ thích mang cả 1.000 viên đạn, một ô chứa sẽ giúp cho bạn mang thêm được 85 viên đạn 7, 120 viên đạn 5, 150 viên đạn .45 và tận 160 viên đạn 9. Với mũi tên nỏ thì con số sẽ ít hơn khi là 30 và đạn shotgun thì là 48, có nghĩa là bạn có thể mang theo tối đa 340 viên đạn 7, 480 viên đạn xanh, 600 viên đạn .45 hay 640 viên đạn 9. Cộng dồn với ba lô 3 mà bạn đang có sẵn từ trước đó nữa thì hoàn toàn có thể lên tới cả 1.000 viên nếu như anh em muốn. Tất nhiên đấy là lý thuyết chứ cầm theo nhiều tới vậy để làm gì đâu, khi mà anh em có thể xách theo tới 5 khẩu M249 với băng đạn thêm. Như vậy là đã có sẵn 750 viên để mà bắn nhau thoải mái mà không cần phải thay đạn luôn rồi. Quá ảo ma Canada luôn. Đúng là bạn có thể bỏ cả thế giới vào trong ba lô chiến thuật, nhưng vẫn có một thứ không thể, đó chính là chính nó. Tất cả những vật phẩm từ drone chiến thuật, túi hồi máu chiến thuật, ống nhòm chiến thuật, chúng đều có thể bỏ gọn vào trong ba lô cũng chiến thuật. Nhưng ba lô chiến thuật thì không thể bỏ vào trong ba lô chiến thuật tựa như những thiết bị chiến thuật kia được. Nghe thì hơi đau đầu nhưng đó là cách mà PUBG cân bằng cái vật phẩm này, giúp cho chiếc ba lô mới không bị quá bá đạo một cách vô lý. Cơ mà điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới công năng của vật phẩm hữu ích bậc nhất này đâu. Sẽ không quá lời khi nhận định rằng đây là vật phẩm đáng dùng nhất hiện nay, khi lợi ích mà nó mang lại là quá lớn. Hãy tưởng tượng bạn có thể mang theo một khẩu M762 làm súng chính, SLR để bắn tỉa, K98K để đấm mồm địch, và thêm một khẩu M249 để lùa gà, một khẩu DBS nữa để công nhà thì thôi là hết nước chấm chứ còn gì nữa. Nhất là khi meta shotgun đang quá là tung hoành ở thời điểm hiện tại. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ thôi. Anh em có thể đa dạng hóa lối chơi của mình bằng cách thay thế và giải phóng bớt thể tích ba lô cũ. Giờ đây thì có thể mang theo được nhiều máu nước hơn rồi, lựu đạn smoke cũng nhiều hơn. Đó cũng là một lợi ích cực lớn mà bạn sở hữu được khi có trên vai anh bạn Tactical Pack này đấy. Đó cũng là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ, mà tin là nhiều anh em vẫn chưa hiểu hết qua video tổng quát trước, thì giờ đã có thể nắm bắt từ A đến Z và không còn bị bỡ ngỡ khi trực tiếp trên tay nó trong server chính thức nữa rồi, đúng không nào? Nên là nếu anh em còn chưa đăng ký kênh mình, đừng tiếc một like và đăng ký ngay để theo dõi sớm nhất những cái nội dung mới nhất về PUBG nhá. Chúc anh em có một ngày thật nhiều niềm vui và gặp lại trên chiến trường Battle Royale sớm thôi. See ya!